Chào mừng tất cả quý vị đến với bản tin truyền hình My Daiichi TV số 20 của Daiichi Life Việt Nam. Bản tin được phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội và hệ thống TV tại các văn phòng của công ty trên toàn quốc. Mỹ Linh xin trân trọng gửi đến quý vị một số tin tức về hoạt động và các chương trình sự kiện đáng chú ý sau đây. Hoạt động phát triển kinh doanh. Daiichi Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại đón xuân hạnh phúc, lộc vàng trao tay trong quý 4 năm 2023. Daiichi Life Việt Nam vinh dự đồng hành cùng lễ hội phở Việt Nam 2023 tại Nhật Bản. Daiichi Life Việt Nam chi trả hơn 760 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho một khách hàng tại tỉnh Thanh Hóa. Daiichi Life Việt Nam công bố kết quả chương trình khuyến mại đón thu yêu thương nhờ quà như ý. Daiichi Life Việt Nam triển khai ghi âm, ghi hình trực tuyến. Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt website mới. Hoạt động Health and Wellbeing. Daiichi Life Việt Nam tổ chức sự kiện kết nối thứ tư tại Đắk Lắk và hướng đến sự kiện kết nối thứ năm, sự kiện lớn nhất của Daiichi Life cũng được yêu thương 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Daiichi Life Việt Nam trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Hà Nam. Daiichi Life Việt Nam hỗ trợ giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tại tỉnh Đắk Lắk. Daiichi Life Việt Nam hỗ trợ giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em vùng sâu, vùng xa tại Thừa Thiên Huế. Daiichi Life Việt Nam hỗ trợ giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tại Bắc Giang. Daiichi Life Việt Nam tiếp tục triển khai dự án trồng cây xanh đô thị tại Hà Nội. Thành tích và giải thưởng. Daiichi Life Việt Nam vinh dự đạt 2 giải thưởng lớn tại châu Á, Asia Pacific Enterprise Award trong 3 năm liên tiếp. Đầu tiên, Mỹ Linh xin mời quý vị theo dõi tin tức về các hoạt động phát triển kinh doanh, tiếp nối chuỗi các chương trình tri ân khách hàng hấp dẫn, quy mô và xuyên suốt trong thời gian qua và hướng đến chào đón năm mới 2024 với nhiều hứng khởi và may mắn. Daiichi Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại đón xuân hạnh phúc, lộc vàng trao tay trong quý cuối của năm với 50 giải thưởng hấp dẫn có tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng dành cho tất cả khách hàng. Chương trình dành cho tất cả bên mua bảo hiểm có hợp đồng bảo hiểm do Daiichi Life Việt Nam phát hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến 31 tháng 12 năm 2023 và có phí bảo hiểm cơ bản cuối năm bao gồm sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung nhưng không bao gồm phí đóng thêm tại thời điểm phát hành hợp đồng bảo hiểm từ 20 triệu đồng trở lên, đồng thời hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực vào ngày cơ số. Nhằm hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 1973-2023, Daiichi Life Việt Nam vinh dự đồng hành cùng lễ hội phở Việt Nam 2023, Việt Nam Phở Festival 2023 lần đầu tiên diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản do báo Tuổi Trẻ và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn phối hợp tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 7 và 8 tháng 10 2023. Là thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu đến từ Nhật Bản, bên cạnh nỗ lực phát triển bền vững, trong hơn 16 năm qua, Daiichi Life Việt Nam luôn tích cực trong các hoạt động tăng cường sự gắn kết giữa hai quốc gia, chung tay quảng bá nét đẹp văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế nói chung và Nhật Bản nói riêng, cũng như lan tỏa giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ thông qua sản phẩm dịch vụ chất lượng Nhật Bản, góp phần mang đến tương lai an tâm hạnh phúc cho hàng triệu khách hàng và gia đình Việt Nam. Vào ngày 8 tháng 10-2023, Daiichi Life Việt Nam đã tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình một khách hàng tại thôn Trung Thành, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với số tiền hơn 760 triệu đồng. Khách hàng tham gia sản phẩm An tâm hưng thịnh toàn diện của Daiichi Life Việt Nam vào ngày 24 tháng 2 năm 2021. Ngay khi nhận được thông tin khách hàng không may qua đời vì tai nạn giao thông vào tháng 8 năm 2023, với tinh thần phục vụ khách hàng là trên hết, đại diện văn phòng tổng đại lý bảo hiểm nhân thọ Daiichi Việt Nam tại Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên và hướng dẫn gia đình khách hàng hoàn thiện các thủ tục theo quy định để được công ty chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng. Sáng ngày 12 tháng 10, 2023, Daiichi Life Việt Nam đã tổ chức lễ quay số xác định trúng thưởng, chương trình khuyến mại đón thu yêu thương nhờ quà như ý, nhằm tìm ra 50 khách hàng may mắn trúng các giải thưởng hấp dẫn có tổng trị giá hơn 860 triệu đồng. Buổi lễ diễn ra tại văn phòng chính Daiichi Life Việt Nam và được phát sóng trực tiếp trên các kênh YouTube và Facebook chính thức của công ty. Diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2023, chương trình khuyến mại đón thu yêu thương nhận quà như ý dành cho tất cả khách hàng có hợp đồng bảo hiểm có phí bảo hiểm cơ bản quý năm tại thời điểm phát hành hợp đồng bảo hiểm từ 20 triệu đồng trở lên và đáp ứng các điều kiện của chương trình. Daiichi Life Việt Nam sẽ liên hệ và tiến hành trao giải thưởng cho các khách hàng may mắn trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại, chậm nhất ngày 14 tháng 11 năm 2023.
Với mục tiêu không ngừng cải tiến và nâng cấp các công cụ kỹ thuật số, cũng như hỗ trợ linh hoạt cho anh chị tư vấn tài chính, Daiichi Life Việt Nam đã tích hợp hình thức ghi âm, ghi hình trực tuyến cho hồ sơ e-app trên nền tảng Daiichi Success dành cho kênh phân phối đại lý truyền thống Agency và MAD Portal dành cho kênh phân phối mở rộng AD, chính thức được áp dụng từ ngày 18 tháng 10, 2023. Theo đó, anh chị tư vấn có thể lựa chọn hình thức ghi âm, ghi hình trực tiếp hoặc ghi âm, ghi hình trực tuyến cuộc trao đổi và xác nhận hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mà khách hàng tham gia. Tệp ghi âm, ghi hình trực tuyến cũng sẽ được đính kèm cùng hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và được công ty lưu trữ. Để thực hiện ghi âm, ghi hình trực tuyến, hệ thống sẽ gửi liên kết, đường link đến khách hàng qua tin nhắn SMS và email của khách hàng đã cung cấp trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Cuộc ghi âm, ghi hình trực tuyến sẽ được thực hiện qua nền tảng Zoom và ứng dụng Daiichi Connect. Sinh năm 1993, có địa chỉ liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 91 đúng không anh? Đúng vậy. Nằm trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt website mới tại địa chỉ www.daiichilife.com.vn. Theo đó, website mới được tích hợp những cải tiến công nghệ số để mang đến các tính năng vượt trội cho người sử dụng. Với giao diện thân thiện, thiết kế hiện đại, tốc độ xử lý dữ liệu cao và tương thích cùng nhiều kích thước màn hình thiết bị điện tử, ưu điểm của website mới là cá nhân hóa trải nghiệm người dùng với công cụ tìm kiếm được tối ưu theo đúng nhu cầu, lịch sử tìm kiếm của khách hàng và cung cấp công cụ tính phí bảo hiểm, giúp khách hàng tự thiết lập kế hoạch tài chính, lựa chọn giải pháp bảo vệ phù hợp với bản thân và gia đình. Trên nền tảng mới này, Daiichi Life Việt Nam cũng đã tạo đường liên kết nhanh đến các ứng dụng Daiichi Connect, Daiichi Success, Daiichi On và iTrust cùng các trang Facebook, YouTube, LinkedIn, Zalo chính thức của công ty, tạo nên một hệ sinh thái số toàn diện. Đặc biệt, website mới của Daiichi Life Việt Nam được thiết kế các tính năng bảo mật cao nhằm bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân cho người dùng, tuân thủ các quy định theo luật kinh doanh bảo hiểm mới. Tiếp theo, Mỹ Linh xin mời quý vị đến với các tin tức về các hoạt động Health and Wellbeing. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2023, Daiichi Life Việt Nam đã tổ chức sự kiện kết nối thứ tư tại quảng trường 10 tháng 3, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hơn 400 thành viên bao gồm ban giám đốc cấp cao, khách hàng, đại diện các cơ quan truyền thông, nhân viên, tư vấn tài chính cùng người thân đã tham dự sự kiện. Sự kiện đã tổng kết và trao giải cho những thành viên đạt thành tích xuất sắc của thử thách lửa, thử thách thứ 3 của Daiichi Life cũng được yêu thương 2023. Được phát động từ sự kiện kết nối thứ tư tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thử thách gió lan tỏa đã khép lại vào ngày 15 tháng 10 vừa qua với sự tham gia nhiệt tình của hơn 30.000 thành viên đã ghi nhận được hơn 12 triệu km, ghi đổi được 12.000 cây xanh và đóng góp 4 tỷ đồng cho cộng đồng. Đặc biệt trong tháng 10 này, tiếp nối sự kiện kết nối thứ tư tại Đắk Lắk, mời quý vị cùng đón chờ sự kiện kết nối thứ 5, sự kiện lớn nhất của chương trình sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 10 năm 2023 tại Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân. Sự kiện sẽ tổng kết thử thách gió lan tỏa và khởi động thử thách vô yêu thương. Thử thách cuối cùng của Daiichi Life cũng được yêu thương 2023 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến 3 tháng 12 năm 2023. Sau đây, Mỹ Linh xin mời quý vị đến với các tin tức về các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2023, Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp của Daiichi Life Việt Nam đã phối hợp cùng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đến thăm và trao tặng học bổng trị giá 100 triệu đồng cho 100 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên học khá giỏi tại tỉnh Hà Nam. Chương trình này nằm trong cam kết tài trợ 500 triệu đồng trong năm 2023 của Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp cho Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam nhằm mang đến những thay đổi tích cực và cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em Việt Nam. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp đồng hành cùng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trong công tác chăm sóc trẻ em và hỗ trợ giáo dục với tổng số tiền tài trợ là 3,3 tỷ đồng. Trước đó, Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp đã cùng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng học bổng trị giá 300 triệu đồng cho 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Ninh ngày 7 tháng 4 và tỉnh Long An 25 tháng 6. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp của Daiichi Life Việt Nam đã đến thăm và trao tặng gần 400 phần quà khuyến học và dinh dưỡng. Mỗi phần quà bao gồm ba lô, vở học sinh và sữa, hai hệ thống máy lọc nước uống sạch với tổng trị giá 150 triệu đồng cho trường tiểu học Lê Hồng Phong, Buôn Chua, xã Giang Tao, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk.
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình Kết nối triệu yêu thương, hạnh phúc cho cộng đồng do Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp của Daichila Việt Nam triển khai trên toàn quốc, xuyên suốt 4 lĩnh vực: sức khỏe, y tế, giáo dục, môi trường và từ thiện xã hội, nhằm mang đến những thay đổi tích cực và cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng địa phương, đặc biệt ở các vùng sâu vùng xa trên cả nước. Bên cạnh đó, dự án nước sạch học đường do Daichila Việt Nam khởi xướng và triển khai đến nay đã lắp đặt bàn giao 128 hệ thống máy lọc nước uống sạch và 12 công trình nước uống sạch với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng, cung cấp nước uống sạch cho hơn 40.000 học sinh, giáo viên tại 124 trường học ở vùng sâu vùng xa trên khắp mọi miền đất nước. Với mong muốn tiếp sức đến trường và chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh trong năm học mới, nhân dịp hội nghị dịch vụ khách hàng thường niên của Daiichi Life Việt Nam đợt 1 được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 16 tháng 9 năm 2023, Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp của công ty đã triển khai chương trình Kết nối triệu yêu thương, hạnh phúc cho cộng đồng tại trường tiểu học Vinh Hiền, cơ sở 2, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp của Daiichila Việt Nam đã đến thăm, trao tặng hơn 350 phần quà khuyến học và dinh dưỡng, mỗi phần bao gồm ba lô và sữa cho học sinh trường, đồng thời triển khai các hoạt động giáo dục về môi trường, trồng cây xanh và tặng sách cho thư viện nhà trường với tổng số tiền tài trợ 100 triệu đồng. Nhằm tiếp sức đến trường và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vào ngày 13 tháng 10 năm 2023, Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp của Daiichi Life Việt Nam đã đến thăm và trao tặng 100 phần quà khuyến học và dinh dưỡng. Mỗi phần quà bao gồm học bổng, ba lô, áo khoác và sữa có tổng trị giá 87 triệu đồng cho 100 học sinh trường tiểu học An Bá, xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình Kết nối triệu yêu thương, hạnh phúc cho cộng đồng do Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp của Daiichila Việt Nam triển khai trên toàn quốc, xuyên suốt 4 lĩnh vực: sức khỏe, y tế, giáo dục, môi trường và từ thiện xã hội. Từ đầu năm 2023 đến nay, chương trình ý nghĩa này đã trao tặng 2.345 học bổng và quà khuyến học, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc, nâng tổng số học bổng và quà tặng tính từ tháng 5 năm 2022 đến nay lên hơn 7.000 phần với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng tại 45 tỉnh thành. Hướng đến cam kết tăng trưởng xanh bền vững năm 2023 và hưởng ứng cam kết hành động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu của tập đoàn Daiichi Life, ngày 14 tháng 10 năm 2023, Daiichi Life Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học nước Việt Xanh, Green Việt, tiếp tục triển khai chương trình Kết nối triệu yêu thương, hạnh phúc cho trái đất với dự án trồng cây xanh đô thị, trồng 2.150 cây xanh bóng mát trị giá hơn 400 triệu đồng tại tuyến đường liên thôn, vườn cây khuôn viên đài tưởng niệm Bác Hồ và bảo tàng mỹ thuật Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội. Đây là hoạt động thứ hai của dự án trồng cây xanh đô thị sau sự kiện đầu tiên được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 6 năm 2023. Với nguồn ngân sách được đóng góp từ thành tích của người tham gia chương trình đi chạy bộ và hoạt động thể thao trực tuyến vì cộng đồng, Daiichi Life cũng được yêu thương 2023. Mục tiêu của dự án là trồng 15.000 cây xanh tại các thành phố lớn, bao gồm Đà Nẵng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023, với tổng ngân sách 1,5 tỷ đồng, nhằm góp phần phủ xanh đô thị, giảm thiểu khí thải carbon, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ môi trường sống. Vừa qua, Daiichi Life Việt Nam đã đạt được các thành tích và giải thưởng cao quý. Mỹ Linh xin mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết trong phần tin tức tiếp theo ngay sau đây. Daiichi Life Việt Nam, doanh nghiệp duy nhất trong ngành bảo hiểm nhân thọ, vừa vinh dự nhận hai giải thưởng lớn tại khu vực châu Á, Asia Pacific Enterprise Award năm 2023, APEA 2023 cho hai hạng mục doanh nghiệp xuất sắc châu Á, Corporate Excellence Award và Thương hiệu truyền cảm hứng Inspirational Brand Award do Enterprise Asia đánh giá và tôn vinh. Lễ trao giải đã được tổ chức long trọng vào ngày 5 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Sự kiện James Center, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 3 liên tiếp 2021-2023. Daiichi Life Việt Nam đạt hai giải thưởng kép tại APEA 2023. Thành tích ấn tượng này khẳng định chiến lược tăng trưởng bền vững và hành trình xây dựng thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản đầy sức lan tỏa và truyền cảm hứng với thông điệp kết nối triệu yêu thương bản thân và gia đình, yêu thương cộng đồng, yêu thương trái đất, cùng các sáng kiến và chương trình ý nghĩa nhằm mang đến cuộc sống an tâm và tương lai hạnh phúc cho khách hàng, gia đình và cộng đồng.
Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin My Daiichi TV số 20. Bản tin sẽ được tiếp tục phát sóng rộng rãi trên hệ thống TV, máy tính bảng thuộc hệ thống văn phòng công ty trên toàn quốc. Đồng thời, quý vị cũng có thể theo dõi bản tin tại kênh YouTube và fanpage Daiichi Life Việt Nam. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10, Mỹ Linh xin được thay mặt ban biên tập My Daiichi TV gửi lời yêu thương đến với những người phụ nữ tuyệt vời trên khắp cả nước, cùng lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công đến tất cả quý vị khách hàng và gia đình, quý đối tác, cũng như tất cả anh chị nhân viên và tư vấn tài chính Daiichi Life Việt Nam. Một lần nữa, Mỹ Linh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng vào tháng tiếp theo để cập nhật những tin tức và hoạt động nổi bật của công ty.